cơ duyên nào mà để cho em đăng ký tham gia chương trình này? Dạ, bởi vì em rất hâm mộ chị Lâm Khánh Chi với anh Tuân nên em muốn đến đây để gặp hai anh chị. Hâm mộ chị với anh Tuân à? Dạ. Tại vì trông em, cái ngoại hình của em giống như một cô công chúa bước ra từ một cái lâu đài đó. Thì anh chỉ muốn hỏi là gia đình em chắc phải khá giả lắm. Dạ, hiện tại là em đang ở Bến Tre. Em ở với bà ngoại. Gia đình em cũng bình thường, anh không có khá giả. Còn bố mẹ của em đâu? Dạ, bố mẹ của em ly hôn hồi từ lúc em 9 tuổi. Tại vì lúc mà cha mẹ em ly hôn thì em ở với mẹ là lúc đó khoảng 10 tuổi. Mẹ em cho em về ngoại đi học. Cái lúc đó là học khoảng lớp 1, canh em đang học, có cha bắt về bên nội, không cho học, kiểu là cha mẹ muốn dành. Lúc đó cha mẹ đánh lộn lên bắt em về, dành bắt em về. Cái em khoảng học lớp 2 thì cha em xuống bắt em nữa. Lúc đó là mẹ lên bắt em về, là lúc đó là em không chịu về. Không phải là em không thương mẹ nhưng mà em mến nội hơn. Nhưng mà nội rất là thương em, tại vì em chắc nội đích tôn nữa. Nên muốn ở chung với nội. Rồi khoảng thời gian em ở chung với nội xong thì vì nội bị bệnh tim nên ở dưới quê thì bệnh viện nó không có tốt nên chuyển lên Sài Gòn ở. Em với bà nội và cô dì cũng lên trển ở, và nói chung là mỗi người muốn một cái nhà trọ ở riêng với nhau hết, là em với bà nội ở chung với nhau. Rồi trong lúc mà em ở đây với nội đó để mà chữa bệnh á, thì mình học hay là mình làm công việc gì để mà mình... Nói chung lên Sài Gòn thì rất là nghèo, cũng không có tiền đi học. Thì lúc đó là em khoảng 12-13 tuổi. Thì lúc đó em đi bán vé số. Cái khoảng thời gian sau cái là lúc đó em 15 tuổi. Lúc đó là em kiểu như là em đã mắc cỡ nên em mới quyết định nhờ người xin vào làm công ty. Xin kiểu là chưa đủ tuổi nhưng mà người ta xin giùm nên vô làm công ty mai á. À, người ta mai mình cắt chỉ á chị. Ủa rồi cái công việc đấy em gắn bó nó lâu không? Dạ em làm thì tới lúc 17 tuổi. 17 tuổi. Thì lúc đó là cái nội em bệnh hoài à. Là bệnh nội là một tháng là đi bệnh viện mấy lần, em nghĩ thì người ta đuổi nên em quyết định xin nghỉ luôn để chăm sóc cho bà nội. Ủa em rồi nếu mà hai bà cháu á bán vé số á, không đủ tiền để sống thì tiền đâu chữa bệnh cho nội? Tại vì lúc đó là nội em cũng còn đất ở dưới quê. Lúc đó nội em rất là khỏe luôn, tự nhiên phát bệnh nhồi máu cơ tim. Thì em bệnh viện thì bác sĩ nói là phải cần 50 triệu qua anh mới họ mới sống, còn không thì không sống được. Thì lúc đó mới đi chạy đi mượn tiền. Thì lúc đó là mượn tiền của cái người em của bà nội. Lúc đó là mượn tiền đem lên, thì lúc đó chỉ có một mình em trong bệnh viện á, là em cầm 50 triệu. Nói chung em giữ 50 triệu đó một mình em luôn. Lúc đó là nội nặng rồi, em mới điện cho người nhà mới vô. Bác sĩ nói bây giờ nông tim thì cũng một sống một chết. Và bây giờ bác sĩ nói bây giờ chích thuốc vô, là cái mũi thuốc nó chích vô 12 triệu. Nó 2 triệu một mũi? Dạ 12 triệu một mũi mà chích 2 mũi. Thì nếu mà chích vô một là sống, hai là mất. Thì mới chích vô một tiếng là nội em tỉnh. Thì nó không cần nông nữa. Cho chị hỏi lúc em đi bán vé số á, em hình con trai là em làm con gái em đi bán vé số? Dạ lúc đó là em còn con trai. Em có bị ghẹo chọc gì nữa không? Đi bán thì có nhiều đứa nó lớn hơn mình á chị, nó chọc lắm. Rồi lúc đấy em sao, em kệ hay là em... Dạ đúng rồi, em mặc kệ, tại em sợ nó đánh nên em mặc kệ em đi. Rồi em đi bán vé số có khi nào em bị cướp tiền không? Không có bị cướp tiền nhưng mà kiểu như là bị giật vé số thôi. Giật vé số? Lúc đó là em đưa cho người ta một cọc thì người ta làm bộ người ta gớt phân nửa vậy đó. Em không xúm lụm thì cái phần người ta cầm trên tay người ta chạy. Người ta đi bán vé số người ta đã nghèo khổ, người ta mới đi bán rồi. Không mua ủng hộ thôi, nghĩ sao mà đi cướp vé số luôn. Đến bao giờ thì nội em chữa bệnh xong? Dạ hiện tại giờ nội em đã mất rồi. Hôm nay là ngày đám giỗ của nội em luôn, là ngày đám giỗ lần đầu luôn. Là nội mất vì bệnh tim hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó khi mà nội mất là em về quê lại hay là em vẫn ở Sài Gòn? Dạ làm đám tang cho nội xong thì em về ngoài ở. Khi mà ở bên ngoại thấy em có cái sự khác biệt so với những bạn trai khác á, thì bên ngoại em có thái độ gì không? Dạ nói chung thì cũng bình thường, tại bởi vì mỗi người có một cái công việc khác nhau. Nên cũng nói chung là cũng không có ai quan tâm gì đến nhiều á, nên cũng không ai nói gì mà ai cũng biết hết. Cho chị hỏi khoảng lúc mấy tuổi thì em biết em giới tính như vậy? Dạ khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. 11 tuổi là xác định giới tính dạ. Như vậy à? Lúc đấy là em có cảm nhận là mình sẵn sàng để bộc phát nó ra ngoài hay là em vẫn còn phải giấu kín ở trong? Dạ không, em không giấu. Nói chung là nhỏ là em rất thích với bạn trai, với bạn nam á. Em rất thích chơi banh đũa, nhảy dây, rất thích mặc đầm với tóc dài. Ủa từ nhỏ xíu là em thích mặc đầm? Dạ đúng rồi, từ nhỏ xíu là em hay lấy mấy cái khăn của bà nội em quấn, em làm áo đầm, em nhảy. Rồi mối tình đầu tiên của em lúc đó em yêu lúc mấy tuổi? Dạ em thì chưa có mối tình nào hết từ đó tới giờ. Tới giờ chưa có mối dạ, tình chưa. Luôn. Nhưng mà em có yêu đơn phương ai chưa? Dạ có. Em yêu đơn phương ai gì? Em yêu đơn phương các bạn nó gần nhà, là bạn nó bằng tuổi em luôn. Lúc đó là em với bạn cũng biết nhau, tại vì ở chung sớm. Em nghĩ tự động nhắn tin thì kỳ quá, nên em là bộ em, nói chung em cũng không quậy lắm. Em gửi tin nhắn em rồi em gửi lộn. Cái hồi bạn nó trả lời hỏi gì dạ thì mới trả lời là mình nhắn lộn. Thì lúc đó là bắt đầu câu chuyện. Bạn đó là trọng thẳng à? Dạ trai thẳng. Lúc đó cũng nói chuyện bình thường thì cũng nhắn tin bình thường, nhưng mà em kiểu như là em ngại hẹn đi uống nước, tại có một bạn nữ đó là cũng chơi chung với em với bạn đó. Thì mới nhờ bạn đó rủ em với bạn đó đi uống cà phê, thì bạn và bạn nữ có gặp điện thoại lên chụp hình, thì có dính bạn đó nữa. Thì cái một hồi bạn nam đó nói với bạn nữ đó là
về đừng có đăng lên Facebook. Em cảm thấy linh tính em là có cái gì rồi. Thì em về là các bạn nam đó chở em luôn. Là lúc em không nói chuyện là vẫn biết em giận rồi. Cái về em mới hỏi cái bạn nữ đó là tại sao bạn đó không cho đăng hình Facebook. Thì bạn nói là bạn không muốn phiền phức, là bạn sợ bạn bè bạn nghĩ. Tại lúc trước đó bạn bè của bạn đó cũng biết là em thích bạn đó nên là bạn sợ tai tiếng nên bạn không có chịu đăng hình chung. Rồi sau đấy em giận bạn đó luôn, không chơi nữa luôn. Cái lúc đó tự nhiên không biết em sao á, cái tối gì đó em khóc quá trời khóc. Tự nhiên em nghĩ là tại sao mình là cái gì mà sao người ta không có dám, người ta sợ. Cái tự nhiên em lấy lưỡi lam gạch tay. Là em buồn về vấn đề đó. Em buồn. Trời sao em khờ dạ vậy? Người ta không thích đăng lên Facebook thì thôi. Có gì đâu mình phải gạch tay tự hào. Tại vì em nghĩ sâu lắm, tính em nghĩ sâu lắm. Cái đấy em phải nghĩ sâu nha, em có đấy nghĩ tầm vậy. Không thể nào mà vì một cái chuyện buồn nhỏ để mà mình tự làm tổn hại bản thân mình như vậy được. Dạ. Không có lần sau đâu nha. Thôi chứ anh Tương anh không đồng ý vấn đề đó. Thấy thì mỹ mà quá, rất là thầy mỹ, rất là dễ thương, rất là dịu dàng. Ngoại trừ những cái mối quan hệ trong gia đình ấy ha, thì em có những cái mối quan hệ nào bạn bè ngoài xã hội ấy, mà gắn bó thân thiết với em từ bé đến bây giờ không? Em đi chơi thì em có quen một đứa em thì nó cũng chung giới với mình luôn, thì hai chị em rất là thân thiết với nhau. Hôm nay em có dẫn bạn bè thân thiết nào của em tới đây không? Dạ có. Mời em. Bạn này là con trai. Dạ đúng rồi, bạn này là con trai. Ôi anh không biết, anh tưởng là một cô bé gái nào đây. Dạ em chào chị. Rồi em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Dạ em tên là Mẫn Nhi, tên thiệt của em là Hoàng Quý. Em năm nay 17 tuổi, em đến từ Bến Tre. Em quen Vũ được khoảng 2 năm. Anh tưởng em giới thiệu là em là Mẫn Nhi, tên thật là Mỹ Nhân. Rồi làm sao để hai người có cái cơ duyên gặp nhau và chơi thân với nhau? Dạ lúc đó là Vũ hay lên Facebook chửi á, làm clip chửi em ghét dữ lắm luôn. Xong rồi cái hai đứa nghịch cũng khoảng thời gian rất là lâu, xong rồi đòi đánh nhau luôn. Quýnh là vì vấn đề là quay clip chửi hả? Em không thích đúng không? Không phải gì nè, là để em kể cho, tại vì em với Quý chỉ biết nhau trên Facebook là gần nhà, thì cũng chưa có chơi chung nhau luôn. Nói chung là mấy cái bánh bèo á chị. Nó ghét hai đứa em mà nó đâm thọt. Đâm trọt. Đúng rồi, đâm trọt cho hai đứa nghịch, mà trong đó hai đứa không có chơi chung với nhau. Nó đi nói xấu em là nó nói em nói xấu bạn Nhi. Đó, rồi nó đi nói với em thì khác vậy đó. Làm hai đứa nghịch chứ thật sự hai đứa không có gì để nghịch hết. Nhưng mà cuối cùng là Nhi định đánh em thôi chứ chưa đánh đúng không? Dạ đúng rồi, nó hiểu lầm. Rồi sau mời bạn này mới là giải quà. Tại vì ấn em là chịu ngọt. Ai nói em chút là em dịu lại là em ha. Em dữ dằn quá ha. Em cũng hung dữ quá. Hồi xưa em lên Facebook em quay clip chửi gì mà để cho Nhi phải ghét em ấy? Nói chung là cái lúc đó em bán cái số thì cái nguồn thu nhập nó không có ổn định. Lúc đó là nó rất là hot chứ không chào mà đăng clip chửi. Lúc đó em có đăng, nói chung là lúc đó em còn nhỏ là em cũng chưa có suy nghĩ gì sâu xa. Nên em mới đăng clip em chửi là để cho được nổi tiếng, thì nổi tiếng sẽ nhiều người biết đến mình. Thì em sẽ kiếm tiền từ Facebook được. Chị là một cái người chị đi trước á, thì chị có nghĩ gì về cái trào lưu gọi là quay clip chửi để được nổi tiếng? Chị nghĩ vấn đề đó là một phong trào, nhưng mà cái cách đó thực sự nó không tốt cho bản thân mình. Nhưng có lẽ là lúc đó các em còn quá nhỏ. Yeah. Các em giống như là bắt chước theo mọi người, mà chị nghĩ là cái vấn đề đó mình chửi như vậy làm cho người ta chú ý tới mình, nhưng thực sự người ta sẽ không thích mình. Mình sẽ có nhiều cách để mình bị PR cho mình, hay là nhiều cách để mình tạo cho người ta chú ý tới mình, nó sẽ tốt hơn là đi con đường đó. Rồi làm sao cuối cùng là hai người là có hẹn ra không? Dạ không. Chị nhớ là có một hai lần chị có mấy cái clip quay chửi qua chửi lại là hẹn hò ra nhau đánh nhau là tụi em á hả? Dạ. Mày quen người đẹp không đẹp bằng tao gì hả? Là đúng không? Là tụi em á hả? Dạ. Số ngày lên chửi. Quá trời quá đất. Sao chửi người ta? Cái lúc đó là chỉ là bị xúi. Sao giờ anh khích mà em không chửi? Đẹp trai quá. Bây giờ anh đẹp trai quá chửi sao được? Ngày xưa là mình chửi phải không? Thì bây giờ mình nói cái lời yêu với anh đẹp trai cũng được. Từ đó em bước vào để em mất bình tĩnh vì anh Tuân. Theo chị từ nãy giờ chị tiếp xúc, chị thấy em gặp anh Tuân là em e dè từ nãy giờ. Nhưng mà cho chị hỏi nha, hình như là em yêu đơn phương anh Tuân phải không? Dạ em chỉ thấy đẹp trai thích. Nhưng mà thích từ khi lúc nào? Dạ thích từ khi chương trình này bắt đầu phát sóng. Là gần một năm nay. Dạ. Là yêu đơn phương Tuân hả? Thích chị thôi, chị không dám yêu. Chị thích thôi, không có yêu đơn phương. Chị đang hỏi mà. Từ thích sang yêu đơn phương là một cái. Ủa nhưng mà chị đang hỏi mà. Đâu có, chị thì hỏi đây chị biết, tại chị thấy mà bé này đang khớp, không nói được. Nhưng mà bé vũ khớp là do zoom chương trình, do máy quay, do các anh quay phim. Mà do nào khớp gì? Chứ phải do em đúng không? Đúng không? Bây giờ Cưng bình thường nha. Bây giờ Cưng thích anh Tuân, Cưng cũng đang thể hiện với anh Tuân rồi. Thì chị nghĩ sao cái cuộc nói chuyện hôm nay anh Tuân sẽ suy nghĩ là được rồi. Đấy chị ngon, chị hỏi hết đi. Người ta hỏi cho hết. Nói chung anh Tuân là biết sao, anh Tuân là anh thấy em rất là dễ thương. Bây giờ em có gì em cứ chia sẻ, bình tĩnh đi, chia sẻ hết những cái gì mà em muốn nói em chia sẻ hết đi. Ở nhà em có treo hình anh Tuân không?
Không. Ủa, là không này mà. Em biết là không, không có ai như thế hết á. Lỡ tao có chơi mình em không? Không có nhà em nhờ. Vậy anh Tưng là tiếng sét, anh tình cho em à. Dạ. Trời ơi, xuất sắc, cộng tươi. Rồi trời, bây giờ quay về tình bạn của hai đứa nhá. Sau khi hai bạn em giảng hòa được với nhau rồi đó, thì cái lý do gì làm cho em quyết định thân thiết với nhau? Em rất là thích chơi chung với chị em chung giới. À đó giờ em không có chị em nào chung giới, tên có mình Vũ à. Nên hai đứa thân luôn. Nói chung thì hai bạn chơi chung nhau rất là hợp tính. Và nói chung thì bạn cũng hay giúp đỡ em trong những lần giả gái. Nói chung là như vậy. Rồi Nhi, khi mà em thấy cái câu chuyện khó khăn mà Vũ phải vượt qua thì em cảm thấy như thế nào? Thì em thấy là em may mắn hơn Vũ nhiều. Gia đình của em thì nói chung là cũng bình thường như người ta thôi à. Nhưng mà em được sống với cha mẹ của em. Cha mẹ em lo lắng chứ không phải như Vũ là phải xa cha mẹ từ nhỏ. Với lại tuổi thơ em chứ cũng sung sướng hơn Vũ là không có đi bán vé số. Với lại cha mẹ em cũng dễ, không có cấm cản em cái việc là giới tính em như vậy. Khi mà bọn em chơi với nhau lâu như vậy á, thì bọn em cảm thấy là, tại vì có nhiều người họ thường nói là tình bạn ở trong giới của mình á, thường nó không bể. Bọn em có nghe nói như vậy bao giờ chưa? Dạ. Là hay nói xấu nhau, hay tị nạnh nhau, ghen ghét nhau á. Thì bọn em thấy nhau, nói xấu nhau này. Bọn em thấy như đấy là như nào, đúng không? Dạ đúng. Em với Vũ á, cũng từng nghịch rồi nên Vũ biết tính em. Nên em thích ai là Vũ không có thích người đó. Ủa tại sao? Tại vì những đứa bạn chơi chung cùng chung giới á, như là bạn này thích một bạn nam đó, bạn đó sẽ thích theo, đâm ra là làm hai người sẽ nghịch. À. Giống như giờ bây giờ đi chơi chung thấy anh ấy đẹp trai rồi, dạ, hai ba người xúm vô thích một người, dạ, là để cho giống như là không thích nhau vậy hả? Dạ. Tại sao không thích nhiều người khác? Thì bởi như vậy mới đâm ra mới có mới mất tới cái tình bạn đó. Bé này nói đúng. Thì trong hai người bây giờ gặp một cái anh đó, ví dụ một người kia thích, thì mình đi chơi mình phải hiểu là về bạn mình đang quá thích quá yêu rồi. Mình ví dụ mình thích ít, mình có thể mình nhường, yeah, mình có thể mình lui về được. Còn nếu như trong hai người người nào mà thích nhiều hơn thì cái người thích ít là phải hiểu điều là thôi mình có thể mình thích ít hơn, mình có thể quên anh ấy được, rồi thôi mình nhường cho bạn mình. Cái đó đi chơi mới là bạn bè. Rồi Nhi, từ khi nào em phát hiện ra là em muốn trở thành một người con gái như bây giờ? Năm rồi. Năm vừa rồi thôi. Dạ. Trước đây em vẫn làm mặc đồ con trai à? Dạ, em có quen con gái nữa. Quen con gái luôn chị? Sao lạ lùng như trời. Ủa em quen rồi, em có yêu bạn đó hay là em chỉ thích kiểu tí tí thôi? Dạ thích kiểu tí tí, với lại lúc đó em cũng kiểu Barbie đẹp trai lắm anh. Với lại nếu mà em che giấu gia tính em lắm, em nên em quen con gái vậy. Lúc đó mấy bạn cũng cua anh nhiều lắm luôn. Quen lâu không em? Dạ mấy tháng. Mấy tháng nữa hả? Dạ. Là lúc đó mặc vẫn đang mặc đồ con trai bình thường. Dạ. Vậy từ khi nào em mới mặc đồ con gái? 5 tháng trước thôi. 5 tháng trước bắt đầu em mới mặc đồ con gái đến bây giờ luôn. Dạ. Còn trước đó vẫn mặc đồ con trai. Dạ. Vậy là coi như 6 tháng về trước là bạn này mặc đồ con trai và có quen con gái. 6 tháng về sau này bắt đầu mới mặc đồ con gái. Vậy là bình thường nha, người ta là thay đổi nha. Còn kiểu Nhi là biến hình luôn á. Từ con trai nhảy con gái luôn. Đúng một cái biến thành người khác. Rồi tại sao em lại có thể tìm được bản thân mình một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đến như vậy? Tại vì em thấy là em cũng yếu đuối á. Em không có bảo vệ được cho bạn gái. Ừ. Nên em là cần được bảo vệ nên em mới làm gái để có bạn trai. Rồi em làm thành con gái xong em có bạn trai liền không? Dạ không. Không. Tại vì em đâu phải con gái thiệt đâu anh. Nhưng mà em xinh xắn rồi, em dễ thương mà. Duyên nào nó chưa tới. Dưới quê của em kiểu như là nó cũng còn quê mùa. Nên mấy người đó có không thích em hay sao? Nói chung á, muốn tìm một tình yêu nó đâu phải đơn giản đâu Thu. Dạ không, thì em cũng chưa bảo là Nhi sẽ phải yêu liền. Nhưng ít ra là có đối tượng để mình tìm hiểu, mình biết em được có đối tượng chưa? Dạ có. Có đối tượng rồi. Là có tìm hiểu rồi hả? Dạ lúc em học lớp 10 em có thích một bạn chung lớp. Lúc đó em còn nghịch với Vũ. Lúc đó em có khoảng 3-4 người bạn thân gì đó, xong rồi mấy người đó cũng xúm lại hết một anh đó luôn. À. Em biết, em chửi quá trời luôn. Rồi xong hai bạn đó chuyển trường, còn một bạn nam chơi chung với em. Sau đó mới phát hiện ra bạn đó là cá cược với bạn nữ đó là ai cua được anh đó là sẽ quen. Nhưng mà lúc đó thì em không biết. Em chỉ biết là bạn nữ đó quen cái anh đó thôi, chứ em không biết là cái bạn nam kia giới tính giống em luôn. Nên em phát hiện ra em cũng nghỉ chơi với bạn đó luôn. Của em rồi, cái phản ứng của gia đình khi mà thấy em biến hình một cách đột ngột như vậy? Dạ em nghĩ là gia đình em chắc cũng biết em từ nhỏ rồi. Tại vì hồi nhỏ em chơi búp bê, chơi với bạn gái không, chơi với con gái không à. À, có nghĩa là em đã có cái xu hướng này từ nhỏ rồi nhưng mà em chưa dám chấp nhận thôi đúng không? Dạ. Khi em mặc đồ con gái gia đình em có bị sốc không? Em chưa có mặc trước mặt gia đình em nữa. Ủa là chương trình này là lần đầu tiên em mặc đồ mà kiểu ở trên tất cả dạ, mọi người? Dạ em mặc đồ con gái em chụp hình trên mạng á, cha mẹ em thấy hết trơn rồi nhưng mà em chưa có dám. Chưa có đứng trước mạng? Dạ. Ủa rồi khi ba mẹ em thấy trên mạng ba mẹ em không hỏi hả? Gì? Vậy cũng có chửi nữa. Rồi xong rồi hao rồi chứ không nói gì hết á. À. Em mới nói tóc khoảng một tuần nay à. Rồi bây giờ ở nhà là mặc đồ con gái luôn chưa? Dạ chưa, mặc đồ đá banh bình thường á chị. Trời ơi sao?
Trời, cái gì mà lạ lùng vậy trời? Vậy hả? Dạ. Vậy sáng mặc đồ gái đi, từ giờ cho mẹ trên đã thấy hình cưng trên mạng rồi. Em ngại lắm vậy. Mặc đồ như em là còn men hơn anh nữa đó. Để tóc dài mà mặc đồ con trai ở nhà là hơi bị kỳ nha. Đâu ai thấy em đâu chị, em ở trong phòng mà. Rồi đi ra đường thì sắp đồ con gái theo ra đường qua nhà em bạn. Em bận đồ con gái xong rồi em bận cái áo khoác ở ngoài em đi là ra. Đi luôn ra ngoài luôn đường luôn. Tới giữa đường em cởi áo ra. Tại vì mới mặc đồ con gái mấy tháng này thôi. Rồi chưa có quen, chưa có tự tin đúng không Gân? Dạ, em còn ngại. Từ đấy rồi cái bà mới tâm sự. Nhưng mà cái bình luận dài đấy của Hân là cái gì chân bình nhớ luận không? Sao? Lúc đó hình như là mùng 5 tháng 5 em về quê, cái em đăng hình lên, em đăng lên 2 tấm. Cái em nói là gì ta? Em nhớ không ta? Nói chung là một cái gì đấy buồn bã. Đúng rồi, một cái gì đó buồn bã là về giống như là cái lời ở trong bài hát là chia tay là không thể níu kéo lại chị Dung Bảo. Cái lời ở trong bài hát là ngày chị Dung Bảo á. Cái xong cái bà nhảy vô bình luận, bà nói bà không tin duyên số này kia nọ này kia, lại lỗi lại vậy. Nhưng trong cái đường bình luận đó là em có gửi kèm một cái tấm hình của em với người trước. Cái thế là em cũng động viên, cũng nói rất là nhiều thứ là mong là sẽ gặp được một cái người nào đó là chưa hợp duyên. Mình chia tay nhau, yêu nhau, chia tay nhau rất là bình thường. Tại vì mình không hợp mà. Thì mình vẫn sẽ có gặp được một người nào đó hợp hơn. Nhưng tại sao em gửi cái hình em với người yêu trước cho bạn này? Tại vì lúc đó em vẫn đang quen với người yêu trước. À, đang quen nhau hả? Dạ, nhau. Nói chung là em vẫn đang quen. Bạn cảm thấy hạnh phúc gì điều đó và gửi cho em để mà động viên em thôi. Thật ra thì mình cảm thấy ổng buồn thì mình động viên vậy thôi. Chứ thật ra cái cuộc tình của mình với người trước thì cũng không có gì gọi là vui. Tại vì mình yêu nhiều. Vậy là mình phải rút kinh nghiệm chị ơi, mai mốt mình comment động viên người ta, mình đừng có gửi hình người yêu của mình vào. Nó có cái huông á. Có cái huông người ta yêu mình luôn á. Đúng rồi. Thật sự đó. Trong đang là không có nên. Lúc đó gửi cái hình đó có ý gì không? Không. Hay là chị thấy bằng này buồn không, muốn chia sẻ với bằng này thôi. Nói chung là em chỉ là muốn động viên thôi. Em nói là muốn là sẽ mong một ngày nào đó là sẽ tìm được một người nào đó xứng đáng với lại hợp hơn với lại chưa chắc là tại vì người đó là chia tay ổng là tại đi lấy chồng. Thành thử ra là ổng không tin là có thể là một người con gái lại yêu một người con gái lại sâu nặng hơn như thế. Giống như là em có cảm giác giống như là ổng mất lòng tin vậy đó. Cho nên mình muốn là chia sẻ cho ổng một chút gì đó, gọi là cái niềm tin là sẽ có một người nào đó thật lòng thương ổng là sẽ đi đến cuối cuộc đời với ổng. Bây giờ cái người đó sẽ thành mình luôn. Lúc đó thì không nghĩ. Không có, nhưng tại mình lúc gửi rồi phải chịu trách nhiệm cái đó chứ sao nhỉ? Đúng rồi. Nó phải trách nhiệm suốt cuộc đời. Có nghĩa là mình phải là người thị phạm cho người ta biết gửi luôn. Gửi cái nó, nhưng ý nó là này cũng có tôi nè, tôi yêu thật lòng nè. Đó nè, tình yêu tôi nè, đúng không? Thì đó, đó. Thì... Đó, lần đầu tiên gặp là em bị ngưỡng. Tại vì coi chính hình thì cũng thích, cũng khá là thích. À hơi là mình gọi tiếp hơn. Dạ, gọi điện thoại, cái tự nhiên chết thì đúng cô rồi. Cái đơ, em bị đơ luôn. Đơ 5 phút, cái không biết nói gì, cái cười đứng cười cười. Ngưỡng ha, xong rồi tắt xong lấy hơi. Năm phút sau em gửi cho người ta 5 giây xong rồi em tắt. Dạ em tắt cái đầu lâu này sẽ hơi ít nhờ. Xong cái anh, ủa gì ghê em, sao đi kỳ vậy? Mới gọi điện mà sao em tắt anh mất tiêu rồi. Cái nó trời ơi em ngại quá anh ơi, đúng cô em quá thì ngại, không biết nói gì chưa. Cái xin lỗi, có 15 phút xong mới gọi lại, xong rồi up 3-4. Mới gọi thì cũng up 3-4. Sao kỳ ha, có nhiều người lạ lắm nha. Đúng gu cũng tắt, mà không đúng gu cũng tắt, càng tắt. Dạ tại vì không đúng gu thì thôi tắt nói chuyện chứ cho mệt. Nhưng mà đúng gu rồi thì chết rồi, không biết nói gì cho cô uống thì sao. Anh rồi cái kể qua lúc đầu mà gọi xong tắt đó. Lúc đó cảm thấy cũng sâu hơn vô nhiên. Hấp hấp. Gọi điện cho ta xong, không nói gì hết, tự nhiên tắt ngang luôn. Xong rồi sau đấy khi mà đọc được cái tin nhắn của Lộc là trời anh đúng gu em quá, làm cho em ngại quá, thì nên thấy như thế nào? Thì đầu tiên thì cũng thấy bạn này cũng kiểu như cũng có hơi xíu con đất đó. Nghĩa là chín rồi. Ngại ngùng rồi rụt rè rồi các kiểu rồi kiểu mắc cỡ rồi. Nhưng mà cũng thích chứ đúng không? Thì cái buổi nói chuyện đầu tiên mình nói về chủ đề gì? Kiểu chiến tranh mà thế giới. Dạ. Dạ. Chiêu ạ. Dạ. Chiêu.
Còn lắm. Dạ rồi, mình quay tiếp đi ạ. Rồi cái buổi đầu tiên mình nói về chủ đề gì đây? Dạ cũng hỏi thăm bình thường không thì cũng còn bị sự ví dụ hỏi thăm thì anh tưởng gia đình mẹ không bố mẹ không? Không, hỏi trên chợ thì ảnh hay đăng ta số là hay là ở một mình á. Hỏi là ở mình chợ có buồn không? Rồi có nói chuyện nha nhiều không? Ừ. Có những cái chuyện gì muốn nói với em không? Cả ngày hôm nay có gì muốn nói không? Ừ. Em bắt đầu kể, đầu tiên. Vậy Lộc là người chủ động có trong mối quan hệ gì không? Dạ, mà em là người nói. Rồi đi, em là một người mà kiểu rất là thích nhân như vậy. Dạ. Và em cũng hơi ngại chứ đúng không? Tại vì mình thích quá thì tự dưng mình hơi đi lùi về phía sau. Nhưng mà khi mà mình cứ phải chủ động như vậy, có khi nào em cảm thấy là chắc bạn này đã không thích mình? Dạ không, bình thường thì thực ra là học cũng không phải không có. Nhưng mà em thì do là tính em làm nên em hay đặt ra mấy câu hỏi mở để ông tự trả lời. Nếu như em không có hỏi là có hay không, em hỏi là bộ ý kiến của anh như thế nào. À, là chỉ sẽ việc này thì anh Duyên hay thấy như thế nào, em đặt ra cái câu chuyện mà ở đời thường á. Giống như một ngày em trải qua cái công việc hoặc là trải qua mối quan hệ bạn bè như thế nào, em hỏi là nếu mà trong trường hợp anh vậy anh sẽ anh nghĩ như thế nào, thì anh nói là cho anh cơ hội để anh nói, để anh giải trình nhiều hơn. Xong rồi mỗi lần mà anh nói thì em bắt đầu nghĩ ra câu hỏi sâu hơn để anh đào được cái cảm xúc của anh. Ghê ha. Rồi đến bao giờ thì hai bạn chính thức quen nhau? Dạ, là lúc gặp chắc cũng 2-3 lần. Cái tự nhiên tắt điện thoại. Lúc em là người mở lời để tìm hiểu, nhưng ảnh là người muốn quen chính thức trước em. Gặp 2-3 lần xong cái ảnh nhắn tin. Thôi em ơi, đừng tìm hiểu nữa. Tìm hiểu có thời gian quá, thôi mình quen nhau luôn nghe. Nhưng mà cái đấy là cách tỏ tình của người ta luôn. Nhất là tỏ tình ăn thì không, em người trưởng thành người ta nắm gọn xúc tích hai người này. Chứ ai như bọn em. Thế giới bây giờ nhiều người cô đơn quá, hay là mình đừng cô đơn nữa anh nhé, kiểu em như vậy đó anh. Giờ đó có vui kệ, nó quên chứ nhắc nó đi, bình thường. Các máy bên cái nhà. Vậy nó vui hơn kệ. Rồi cho máy chạy. Từ từ nghe, bóp cái máy này lại. Đừng có lên trên. Nó kêu chị á, đừng chút cái gì. Cái chị chưa chứ lời nó nói liền. Cái chị sao chứ? Cái gì cứng gì? Mình bắt đầu hãy nói. Lưng nè, kêu chị chưa kịp gì. Như là muốn. Quét nhà luôn á. Giới thiệu hả? Sao không, bây giờ mọi người ra. Họ đi vô cho chụp cái gì mà kéo nhà rần đồ rộ vậy. Rồi hai cha mình con kia. Hồi nãy tuần quên nó để cho chị đó nói vô. Được. Đúng rồi. Hai bị dính. Ok. Nam, vô nha, từ từ canh cái máy lại. Khánh Chi và Minh Tuân chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out. Chị ơi, gì cưng? Dạo này em thấy có một cái tin vui. Tin vui gì vậy cưng? Là cái loại hình nghệ thuật lô tô á, dành cho những người ở trong cộng đồng của mình á, càng ngày càng khởi sắc. Và có rất nhiều người nghệ sĩ làm nghề lô tô có thể sống với cái nghề của mình và có thể thỏa mãn cái đam mê của mình á. Và khách mời của ngày hôm nay sẽ là một nghệ sĩ hát lô tô ở trong một đoàn lô tô rất nổi tiếng của Sài Gòn. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón đám cưới của người đẹp Năm Trà. Tèo 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 Hôn em lẹ đi, hôn em lẹ đi. Hôn lẹ lẹ đi thôi, ngoài em gái vô. Ngoài em gái vô, hôn lẹ đi em. Đừng mỏi lại. Trời đất ơi. Đó thấy chưa? Con gấp rút quá vậy Năm Trà. Ngoại chưa kịp ra gì hết trơn. Thiệt luôn á. Đưa xuống đây, ngoại nói này nghe. Con lớn tuổi rồi, cho con lấy chồng lẹ lẹ đi. Chứ con ế tới nơi rồi đó. Thì cũng từ từ.
Thôi lẹ đi chứ con nôn quá. Cũng từ từ. Kính thưa quan viên ai họ, ngày hôm nay đám sinh lễ của đám cưới đám sinh lễ đâu ra nha bà nội. Lộn quýu. Đám cưới của nam thanh lịch Lâm Nguyễn và người đẹp Tạ Quang Thịnh. Cái gì? À, người đẹp Năm Trà. Lộn cái con này mày đạt cái tao quên thiệt á. Thiệt có nhiều là thôi tức đi, nghỉ chơi đi. Thiệt á, trong đoàn có mùi nên thằng Lâm lẫn trai à. Mà giờ tự nhiên mày dầm chưa dĩ trơn là mình muốn quặng nó luôn rồi. Chứ giờ con mình ảnh gì chứ chẳng lẽ lấy hai ngoại. Trời ơi, xu cả đời. Dạ, sổ luôn nha. Rồi chơi luôn đi. Dạ kính thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ là dòng loại đặc biệt của đoàn lô tô chúng em gửi đến quý vị. Dạ kính thưa, chúng em xin được phép bắt đầu giò số. Khỏe lên bà con ơi, bà con ơi. Chứ đâu mà trời, bà già phải chấp phải đám mặt hoàng, phải dây dừng chân cái lại lên đây mua dài với lô tô. Lẽ nếu chúng là trời cho, không chúng là trò chơi với bà con ơi. Vô em ơi. Gì đây số, gì đây số, gì đây. Gì đây số, gì đây. Con mấy gì đây. Mấy gì đây lặng lặng cái mạng nghe người đẹp Năm Trà kêu. Lặng đi. Mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con số gì đây số, gì đây số, gì đây. Để hồi nhập em hát tiếng Anh nha mấy anh chị. Ok. Sarai like a diamond, Sarai like a diamond, yeah. Fly at a beautiful sea, I'll be to be happy. You and I, we're like diamond in the sky. Ever shine brighty, energy of everything. I saw the light inside your eyes. 32, 32, 32, 32 rồi tới bà kêu. Trước kia anh chỉ biết đến em qua những cái video clip trên Facebook hay là những cái bài biểu diễn lô tô của em thôi. Dạ đúng rồi, thật sự thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nên là có thể cũng sẽ rút hết tâm can để nói ra, vì đây cũng là một cái mục đích sống